Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình đang ở cái vựa hải sản Thủy Cung số 257 đường Trương Vĩnh Ký các bạn ơi. Quán này thì hôm khai trương mình có tới một lần rồi, nhưng mà hôm nay mình quay lại đây để cùng với các bạn thưởng thức một cái món rất là lạ ở cái vựa hải sản Thủy Cung này. Đó là cái món tôm tích khổng lồ các bạn. Hôm vừa rồi mình có quay cho các bạn, giới thiệu các bạn một cái điểm bán tôm tích ở chợ Bà Chiểu á. Thì cái tôm tích đó là tôm tích là loại thường các bạn, loại nhỏ thôi. Thì người ta bán 256.000 một ký. Nhưng mà hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi ăn tôm tích khủng nha. Không biết là các bạn nào ăn tôm tích khủng chưa? Hôm nay mình sẽ vào thưởng thức nha. Quán này thì rất là nhiều hải sản ngon. Bây giờ mình sẽ vào bên trong mình khám phá nha. Để các bạn nào có ý định tới thì các bạn có thêm thông tin. Quán rất là đẹp các bạn. Đặc biệt là diện tích cực lớn luôn. Rồi. Đây, để mình giới thiệu bạn về không gian xung quanh quán nha các bạn. Đây này. Đó. Rất là rộng rãi và thoáng mát các bạn. Cá còi hả bạn Diễm đây các bạn này, đi. Ở đây có cái thác nước các bạn, có cái hồ cá còi luôn. Hôm nay mình lại đi với bạn Diễm đi ăn tối. Ui. Quá trời cá nữa các bạn ạ. Ồ, đây có cái thác nước này. Ồ, nó ăn no hay sao bây giờ sợ nó không lên á. Người ta có ai bỏ đồ ăn này các bạn. Ở đây có để một cái chén này. Đó. Vừa hải sản Thủy Cung 257 chuyên cung cấp hải sản cao cấp tươi sống các bạn. Ăn ở đây hoặc là mua về đều có nha. Mình thấy quán nhậu mà có một quán ăn uống mà có một cái hồ cá như này cũng rất là hay các bạn. Ở đây có một cái nhà gỗ nữa các bạn này. Quán này chơi hẳn một cái nhà gỗ rất là lớn luôn. Nhưng mà đặc biệt là cái phần mái của nó rất là thoáng nha các bạn. Đó. Đây. Mình không thích ngồi ngoài kia thì mình vào cái nhà gỗ này mình ngồi cũng được. Nhìn nó sang trọng không các bạn. Đây là mình treo thư pháp đây hả anh? À. Thư pháp. Coi nào. Cái này là của Trịnh Công Sơn này. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau các bạn. Đúng rồi. Rất là hay. Mỗi cái bức thư pháp là một cái câu. Đây. Vinh Sử nữa các bạn này. Ồ, ở đây có treo thư pháp của Vinh Sử luôn này. Nhạc sĩ Vinh Sử các bạn. Sáng tác rất là nhiều bài hát về bolero các bạn ơi. Nhạc sĩ Vinh Sử này bây giờ thì đang ở bên quận 7 sao á. Cái câu này là cái gì? Chim lá. Mình đọc không được các bạn ơi. Không có các bạn nào đọc được không ta? Vinh Sử như các bạn. Các cái câu nói của các nghệ sĩ, các danh nhân đó, mà người ta viết theo kiểu thư pháp các bạn. Dương Thiệu Tước này, nhạc sĩ này. Ồ, đây là làm mấy cái thư pháp này à. Hình như là của nhạc sĩ hết các bạn. Vinh Sử rồi Dương Thiệu Tước. Ở đây có nhạc phẩm của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Các cái bài hát này các bạn này. Rất là nhiều bài luôn này. À. Bên này còn có hai bức thư pháp với một cái mặt trống đồng các bạn. Hai bức thư pháp lớn. Đây là nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín các bạn này. Buồn ơi ta xin chào mi, khi người yêu ta đã bỏ ta đi. À, các cái câu hát các bạn ạ. Viết theo kiểu thư pháp nãy giờ mình đọc không ra. Ở bên kia chắc cũng vậy thôi. Bên này thì mình đọc được. Đó. Ở đây chắc nó giống như cái sân khấu các bạn. Đây, bên này còn một bức nữa. Nhạc sĩ Châu Kỳ các bạn. Anh chủ quán đây chắc là rất là hâm mộ các nhạc sĩ các bạn. Các cái tên bài hát hoặc là một cái câu hát nào đó của các nhạc sĩ nổi tiếng là người ta viết thành thư pháp luôn. Viết treo từ bên này qua bên kia. Đó, bên trong cái nhà gỗ này người ta làm rất là kiểu như là cổ kính.
Nói chung treo kiểu thư pháp này rất là hay các bạn. Nếu mà các bạn có thời gian vào quán 257 Trương Vĩnh Ký thì lại đọc mấy cái này cũng hay các bạn ơi. Đó, treo từ đó lên tới đây luôn. Ở đây mình có phòng VIP luôn đúng không anh? Đây mình đi vào phòng VIP đi. Đây là anh quản lý quán các bạn ạ. Giờ mình đi tham quan phòng VIP của quán 257 Trương Vĩnh Ký nha. Phòng VIP 5. Ồ. Phòng VIP 5 các bạn này. Đấy đây chút xíu chị. Ồ phòng này rộng đấy nhỉ. Đây chắc phải được 10 người. Đó. Có máy lạnh rồi nhé các bạn. Trong này thì có đồ phục vụ để sẵn đây rồi. Phòng này là có tính phụ thu hay như thế nào không anh? Có phụ thu 10%. 10% trên cái bill đúng không anh? Đấy, phòng này là phụ thu 10% trên tổng cái bill nhé các bạn. Ở đây hình như là có 5 cái phòng VIP các bạn. Phòng rất là đẹp. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn về cái quán 257 Trương Vĩnh Ký này, vựa hải sản Thủy Cung. Đây. Đó. Không biết là có số điện thoại không? Số điện thoại đây nha các bạn. Quán 257 Trương Vĩnh Ký với là quán 187 Tân Sơn Nhì là chung hệ thống nha các bạn. Giá ngang nhau và hai quán cũng cách nhau khoảng 1 cây số thôi. Đi vào đây mình xem một cái phòng VIP khác ở đây. Phòng này thì bằng một nửa phòng kia ha. Cái chiều rộng nó rộng hơn nhưng mà chiều dài thì nó ngắn hơn các bạn. Phòng này cũng 8 người. Máy lạnh nữa các bạn ơi. Trong này thì có đồ riêng hết. Ly chén. Qua đây mở phòng lớn rồi. Coi phòng lớn rồi. Đấy. Đây. Ở đây là có 9 phòng VIP các bạn. Đây là phòng số 8 này. Đây. Phòng này là cực lớn luôn nhưng mà lại bố trí nó gọn ha. Có nhà vệ sinh riêng luôn các bạn. Đây. Nhà vệ sinh riêng luôn. Đó. Nếu mà các bạn có công việc thì riêng tư nhậu với bạn bè đối tác khách hàng thì mình vào đây mình nhậu cũng được, mình bàn công việc luôn. Việt Nam mình là hay bàn công việc trên bàn nhậu mà. Mình bàn công việc thì mình vào mấy cái phòng này nó dễ bàn hơn các bạn. Ở ngoài kia ồn quá. Thôi bây giờ mình ra mình tham quan cái bể cá ha. Cùng tham quan qua cái thủy cung ở đây. Đó là cái khu vực bể hải sản này. Mỗi ô lại là một loại khác nhau nha các bạn. Đây có bạn Diễm. Có cá chạch nữa. Cá rô đồng hả? Cá rô đồng. Bạn Diễm có vẻ thích ăn cá rô đồng các bạn. Không, nhưng mà nó không. Rồi, đây là cá rô đồng này. Cá rô đồng này mà chiên giòn rất là ngon các bạn. Đây là con cá trình đúng không ạ? Cá trình này không phải cá trình điện nữa nha, cá trình suối thôi. Đây còn có một con này là cá tầm các bạn ơi. Cá tầm này. Cá tầm ở đây bán giá 439.000. Con nhỏ này thì người ta bán giá rất là hợp lý các bạn ơi. Cái loại này hôm vừa rồi mình đi siêu thị là mình thấy là người ta bán gần 700 một ký các bạn. Bên này còn có cá lăng. Cá lăng vàng hoặc là cá lăng đuôi đỏ. Giá thì cũng 319.000. Ở đây đúng là tổ chức sinh nhật thật là hợp đó. Đúng rồi. Cái bàn này người ta làm sinh nhật các bạn này. Đây bánh kem này. Đấy. Ở đây mình thấy cái quán này nó hợp với cái không khí gia đình các bạn. Đây là tôm càng xanh khủng nữa các bạn. Đang sống luôn nha. Trên kia là cá này là cá gì vậy chú? Giống cá chép quá ha. Cá chép giòn. Cá chép giòn các bạn. Cá chép giòn 419.000 một ký. Bên này là tôm sú. Cái gì đó? Cua Cà Mau à? Con này nhỏ mà. Cua Cà Mau ở đây có những con rất là lớn các bạn ơi. Mình bắt một con cho con coi thử con đó được không chú? Cái loại lớn đó. Cua rất là lớn các bạn ơi. Mình xem thử con cua đó bao nhiêu nha. Cua thịt đại 839.000 một ký. Em ơi. Đây này có con cua lớn này. Trời ơi. Đây. Cho bạn này cầm thử đi chú. Nó vào đào đó. Đào đó nha. Cầm cái dây á. Đó. Ồ, con cua này các bạn ơi. Có cái càng nữa này.
À, cái càng này các bạn. Con này chắc phải cả ký. Ờ. Lại coi cái cân thử xem. Thôi khỏi cân đi. Để bỏ vào cho nó sống đi. Mình quay cho bạn coi xíu là được rồi. Càng to quá trời luôn á. Ôi cua lớn các bạn ơi, 839 ngàn một ký. Ở đây còn có cá mú, cá bớp nữa này. Này là tôm hùm baby các bạn, cái loại này là bao nhiêu? 1.369.000. Tôm hùm Việt Nam này rất là đắt nha các bạn. Đó. Ở đây còn có con cá bớp nữa các bạn này. Nhìn nếu mà mới nhìn qua mình lại tưởng con cá mập cơ. Nhưng mà không phải. Cá bớp. Này là cá mú. Đây. Mình vừa mới đi từ cái đầu trên kia xuống đây các bạn. Ở đây rất nhiều loại. Ở đây còn có ốc hương nữa các bạn này. Đó. Rồi ngao hai còi ở đây là loại khủng đúng không các bạn ơi. Nhìn nó như là con ốc vòi voi á. Này là tôm sú nha các bạn. Còn bên kia là tôm càng xanh lúc nãy mình nói rồi đó. Trên kia còn có con ốc gai. Rất là lớn các bạn ơi. Nó ở trên cao có mình không với được. Ốc giác vàng này. Nhưng mà hôm nay mình sẽ cùng các bạn ăn cái món đó là món tôm tích loại khủng. Bây giờ mình sẽ bắt nha các bạn. Như lúc đầu clip mình có nói rồi đó. Giờ ăn tôm tích nha. Ăn tôm tích với lại tới đây thì Diễm ấn tượng nhất là cái món lẩu cá tra dầu. Cá tra dầu. Nhưng mà không phải là cá tra dầu bình thường các bạn. Cá tra loại khủng á, cá tra mà cả 100 kg á. Bạn Phan này vừa hỏi là ăn kênh gì, ăn kênh. Bên kia hả? Đâu? Xong rồi bạn nó nói là để cho anh lấy một like. Đâu, đây là mấy bạn nhí đang hỏi kênh mình các bạn. Biết kênh của chú chưa? Kênh gì? Trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn các con nha. Đây chính là cái tôm tích mà hôm nay mình muốn ăn để giới thiệu các bạn này. Hai bể luôn. Tôm tích rất là lớn các bạn. Con này thì nó khoảng một con này nó khoảng gần 2 lạng các bạn. Cũng chưa phải là loại lớn lắm. Loại lớn thì nó một con nó tới khoảng nửa ký các bạn. Cái con tôm tích 1 ký thì mình chưa thấy bao giờ. Nhưng mà nửa ký thì mình thấy rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng với chị nhân viên trong quán 257 Trương Vĩnh Ký mình bắt con tôm tích này nha. Đây. Bao nhiêu 1 ký chị? 1.6 à? Nhưng mà mình làm ở đây thì mình sẽ có những cái món gì ạ? Tôm tích là cái món mình mới về đúng không chị? Dạ đúng rồi, mới nhập về hôm nay. Loại này nó khoảng bao nhiêu một con là một lạng đó. Một con nó khoảng mấy lạng ta? 2 lạng à? Ok, bây giờ chị bắt em mấy con đi, khoảng 4 con đi. Đây, để chú lấy cho này. Bốn con tôm tích. Bốn con rồi chứ. 1.600.000 nhỉ? 1.600.000 một ký nha các bạn. Đó. Bắt lên được rồi nó. 4 con hả? Dạ, 4 con trước. Đây chú cho con mượn coi xíu ấy. Đây được rồi. Đây, 4 con để cho con mượn con quay cho các bạn xem một xíu về cái con tôm tích loại khủng này. Đây các bạn này. Ôi. Nhìn nó như con rết đó các bạn ơi. Con này có 2 ngón tay mình á. Nó nhảy không ta? Đắt hơn tôm hùm nha các bạn. Tôm hùm bây giờ là tôm hùm ở đây là 1.369.000 một ký. Con này là 1.600.000 đó các bạn. Ui à. Đây để cho các bạn coi này. Con này nó khỏe lắm. Nhìn nó ngay lắm. Nó có cắn không ta? Không, nó mà cắn được. Đây. Loại lớn này ăn mới ngon nữa các bạn. To là càng to càng mắc. To càng mắc mà. Ây da. Ui da. Đây đây. Nhưng mà nó vàng, nhìn cái lưng nó này. Tôm tích này ngon ha. Các bạn nhìn nó giống con rết không? Cái chân nó vàng ươm ha.
Đã nhờ. Ây da, đau ta. Bây giờ con này làm món hấp đi chị. Bây giờ mình sẽ quay sát sát lại mấy con tôm tích này cho bạn nhìn nhớ rõ nhé bạn. Nước nhìn rõ không ạ? Tại vì nó vướng cái này mình không bắt được, với lại là cái con này nó chọc vào tay đau lắm. Mình chọc chọc cho mấy con này nó bơi đó các bạn, để các bạn xem cho nó đá mắt. Các bạn ơi, đây là bốn con tôm tích hấp mà mình vừa mới gọi ra này. Bốn con rất là đã các bạn ơi, nhìn này. Đó. Bây giờ mình sẽ cùng nhau thưởng thức cái con tôm tích này xem là nó ngon như nào nhé bạn. Vì sao mà nó lại đắt hơn cả tôm hùm các bạn? Mình nghĩ là cách tốt nhất để biết được tại sao đắt tôm hùm là chỉ có ăn đấy các bạn ơi. Ăn thì mình mới biết được cái hương vị của nó. Đây bây giờ mình cùng nhau thưởng thức nhé các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình ngoài cái món tôm tích ra thì mình có gọi là một cái món rất là đặc biệt ở đây. Đó là cái món lẩu cá cha dầu khổng lồ các bạn. Đây là cái con cá cha dầu mấy trăm ký này các bạn này. Cái loại cá cha dầu mà nhập từ bên Thái Lan về đó các bạn. Đây, một con cá này là mấy trăm ký các bạn. Thịt nó rất là ngon. Mình sẽ ăn con tôm tích này và cái món lẩu cá cha dầu nhé bạn. Đó, các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Mình với bạn Diễm thì chỉ ăn hai món này là no rồi các bạn. No luôn. Còn tại vì bạn cái Diễm cực kỳ thích món này luôn. Bạn Diễm thích món này hả? Bạn Diễm cũng thích món này nữa. Đây bạn Diễm sẽ cắt cho nha. Bạn Diễm sẽ cắt giùm mình nhé các bạn. Cái đầu này để xem cái con tôm tích 1,6 triệu hơn 1 ký. Nó đắt hơn cả tôm hùm nó như thế nào các bạn. Mình rất là phấn khích khi mà ăn cái con này và quay cái con này để các bạn cùng xem các bạn. Tại vì là mình hôm bữa là quay con nhỏ nên là thử tại vì là nó đắt hơn cả tôm hùm các bạn. Đó là cái yếu tố mà mình rất là bất ngờ với cái con này. Tại sao một con tôm tích nó xấu xí như này nó lại có giá cao như vậy các bạn? Đúng rồi, nhìn nó rất là ghê các bạn ơi. Nó như là một con thủy quái vậy. Đừng có chê người ta xấu nhưng mà thịt người ta ngon nha. Nếu mà các bạn không ăn tôm tích to thì các bạn có thể ăn các loại tôm tích nhỏ ở chợ Bà Chiểu á. Chợ Bà Chiểu có một cô bán cái tôm tích nhỏ này. Đây. Các bạn phải tới đây để thưởng thức một con tôm tích này thì mới
biết được là tại sao nó mắc như vậy đúng không ạ? Con này bóc rất là khó nha. Đây. Cắt hai bên viền nó ra rồi nó dễ ra, tôm to này dễ ăn lắm. Bây giờ mình bóc hết 4 con thì mình ăn một lúc thôi. Mình tại vì con này bóc nó rất là tốn công nên là mình sẽ bóc một loạt ra, sau đó là mình sẽ ăn nha các bạn. Các bạn chịu khó đợi một xíu nha. Con này thì khi mà vừa mới luộc lên thôi nha các bạn, vừa mới hấp lên á là nó đã có một cái mùi thơm rất là đặc biệt rồi. Mùi thơm mà cảm giác là các bạn muốn nhào vào ăn liền các bạn, là cái mùi của con này này. Con này thường thường là ở trong các nhà hàng hải sản lớn mới có. Đó. Em bóc vừa cho đó rồi em để bên cạnh nha được không? Đó. Con này nó rất là mắc nên là những nhà hàng hải sản bình thường thì người ta rất ít khi bán con này, hoặc là người ta bán những con rất là nhỏ, tại vì con nhỏ thì giá nó rẻ lắm các bạn. Càng lớn thì nó lại càng mắc. Xem này. Đó. Nhìn nó. Con này nhìn nó cái vẻ bên ngoài nó dị dị sao các bạn? Nếu mà bình thường nha. Đối với mình nếu mà chưa bao giờ ăn con này mà gặp con này chắc mình chạy mất dép các bạn. Đau à? Mình chịu khó xem bạn Diễm cắt bóc vỏ nó một xíu nha các bạn. Đấy. Mà con to này, con to này á, bóc nó cũng dễ. Ừ. Con to này bóc dễ hơn đúng không ạ? Thịt nó nhiều nữa, mọi người thấy thịt quá trời. Nhưng mà vấn đề quan trọng là thịt nó rất là ngon. Rồi, hai con. Đây là con chưa bóc vỏ. Đó, chưa bóc vỏ này. Và đây là con đã bóc vỏ rồi. Nó màu tím tím các bạn ạ. Các bạn nhìn cái dĩa thịt cá tra dầu khổng lồ của nó hấp dẫn không? Nhìn cái màu nó rất là đẹp. Thật ra mọi người nếu mà tới nhà hàng thủy sản một của 257 thì nên ăn thử cái lẩu này đi. Ở 257 Trương Vĩnh Ký hoặc là 187 Tân Sơn Nhì đều bán cái món lẩu cá tra dầu khổng lồ này. Không phải nhà hàng nào cũng có cái món cá tra dầu khổng lồ này đâu các bạn. Nên mình sẽ ăn nấu với măng chua. Cái mùi măng chua đã lên rồi, rất là thơm. Các bạn thấy chưa, con này rất là khó bóc. Ở đây hôm nay đang có sinh nhật các bạn ạ. Có cái bàn bên kia mười mấy hai chục người tổ chức sinh nhật cho em bé. Sinh nhật em bé chứ không phải sinh nhật người lớn đâu. Bóc được con này ăn rất là vất vả. À, cái màn bóc tôm tích này là bạn Diễm tình nguyện bóc để cho đẹp nhé các bạn. Mình bóc xấu lắm nên là bạn Diễm bảo là để bạn Diễm làm cho, để mình quay cho đẹp. Nếu mà bình thường không quay ấy, thì mình với bạn Diễm cứ tự người nào bóc thì người đó ăn thôi các bạn. Bạn Diễm đang rất là muốn mình bóc cho bạn Diễm ăn nhưng mà con này bóc vất vả lắm các bạn ơi. Đấy, tôm tích khổng lồ các bạn. 1.600.000 một ký, mình quên cái mấy chục nghìn là bao nhiêu rồi. 1.600.000. 1.600.000 hả? Con của mình là nửa ký. 4 con nửa ký. 1 ký hơn xíu. 800.000. À, đúng rồi. Ơ xôi chắc mình bỏ cá vô luôn anh. Trong lúc đó thì mình bỏ cá tra dầu vào ha. Mình ăn tôm xong là mình ăn tôm tích xong là nó chín là vừa các bạn ơi. Mấy cái rau này mình bỏ sang đây. Đấy chà, cái rau sống các bạn, quên.
Đây các bạn nhìn cái miếng thịt cá chà dầu này. Cái này là da này, mỡ này và nạc này. Đó, bỏ vào đây. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Hấp dẫn, nhìn hấp dẫn. Quá hấp dẫn. Mình nghĩ bạn nào mà chưa ăn cái nồi lẩu này á, thì nên tới ngay 257 Trương Vĩnh Ký hoặc là 187 Tân Sơn Nhì để thưởng thức cái món lẩu cá chà dầu khổng lồ. Cái món này đúng là tinh túy các bạn. Mình nghĩ nó là gọi là đỉnh cao của lẩu cá các bạn. Bỏ hết vào nha các bạn. Đó, còn mấy miếng nữa bỏ nốt vào. Các bạn nhìn miếng thịt nó đã chưa? Nhìn là muốn ăn sống luôn các bạn này. Các cái đường gân trắng của nó đó là mỡ đó các bạn. Con cá này thì theo như ước tính thì tuổi đời nó khoảng 5-70 năm tuổi các bạn. Thì nó mới đạt được cái kích thước là hơn 200 kg. Đó. Lẩu cá chà dầu nha các bạn. Khổng lồ. Cái mùi măng chua các bạn. À, hấp dẫn chưa? Trời ơi. Bây giờ thì bạn Diễm đã bóc xong tôm tích rồi. Đây là 4 con tôm tích đã bóc xong của mình nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng nhau thưởng thức nha. Bạn Diễm ăn trước một con cho các bạn xem đi. Đây, bạn Diễm đang ngại các bạn. Đang nghiện này còn ngại. Đây. Các bạn thấy con lớn mình bóc cái thịt nó ra dễ không? Rất là dễ đúng không ạ? Cái loại tôm tích lớn này á, là mình để ăn để thưởng thức. Còn loại tôm tích nhỏ là mình ăn chơi đúng không ạ? Cảm nhận sao em? Thịt dai, thơm ngọt. Ok, bây giờ tới lượt mình ăn nhé các bạn. Bạn Diễm đã nói là ngon. Ngon hơn tôm hùm không? Có ngon hơn tôm hùm không? Ăn tôm hùm bấm được, cái đầu gạch tôm hùm nó ngon. À. Bạn Diễm nói là cái gạch tôm hùm nó ngon đúng không? Thịt này nó ngon hơn cái thịt tôm hùm ấy. Nó dễ ra quá trời. Rồi. Luôn này, hết luôn nè. Mời các bạn nha. Đây là con tôm tích của mình. Đó. Cái đầu nữa các bạn này, bỏ cái đầu đi nha. Đấy. Ôi. Góp ý là chấm nhẹ thôi, mặc khỏi phần chấm. Nó sẽ ngon hơn đấy. Chấm nhẹ thôi. Đó, thịt nó này các bạn này. Những con lớn này thì mình bóc thịt nó cực kỳ dễ luôn. Cái nu nó ngon. Hả? À. Ui. Thôi em ăn đi. Đây. Thì con tôm tích nhớ mà. Đó, con lớn thì mình mới bóc được, như thế này con nhỏ mình không bóc được đâu. Mời các bạn nha. Chấm với ít muối tiêu chanh. Mời các bạn nha. Trời ơi. Bạn Diễm bóc cho mình. Ôi vợ các bạn ơi. Mình phải nói là cái thịt tôm tích này á, nó là vua của thịt hải, các loại hải sản các bạn. Vua của cua, vua của ghẹ luôn các bạn. Mình thề luôn là tôm hùm cũng không ngon bằng cái thịt này các bạn ơi. Bởi vậy nên là nó đắt hơn tôm hùm là đúng rồi các bạn. Nó dai. Dai vừa đấy các bạn. Nó ngọt và nó thơm. Cái đầu trong này còn thịt nha. Rất là thơm. Đây, mời các bạn nha. Mình với bạn Diễm mỗi người 2 con lắm ạ. Bạn Diễm trẻ, con bạn Diễm cho các bạn coi đi. Con bạn Diễm nhỏ. Nhỏ hơn con bạn Diễm không? Đây. Đó. Mời các bạn nha. Con này bỏ nó bỏ cũng không có nhiều. Đúng rồi. Đúng không? Cái trọng lượng mình bỏ đi nó
nhẹ hơn cả cái vỏ của tôm hùm hoặc là mấy con khác. Đúng rồi. Đó là cái điều đặc biệt nữa. Cái phần vỏ mình bỏ đi không nhiều các bạn, phần thịt mình lấy lại rất là lớn. Nhưng mà nó có một cái đó là mình phải mua con to. Cái loại to như thế này thì mình mới cảm nhận hết được cái hương vị ngon. Đây, mời các bạn nha. Đây. Bạn gì không ăn nè? Để bụng con lỏng. À, mời các bạn nha. Mình nghĩ là cái này đúng là ngon hơn tôm hùm đúng không ạ? Mỗi người hai con này, hoặc nếu như các bạn ăn nhiều 4 con. 4 con nửa ký là 800 ngàn nha các bạn. Mình nghĩ nếu mà ăn hợp lý tới đây, mỗi người hai con tôm tích với lại một kêu cái nồi lẩu nữa là ok. Mời các bạn nha. Đây. Quá ngon. Bạn Diễm cho mình nửa cái đuôi nữa mọi người. Ăn hết cái này mình ăn nồi lẩu cá cha dầu nhá mà. Em xin bún chưa? Mời các bạn nha. Ngon lắm các bạn. Tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn ơi. Đúng là tôm tích khổng lồ. Đây, nồi lẩu cá cha dầu của mình cũng xong rồi. Đó. Đây, bạn dọn giùm mình cái này nữa. Cả cái dĩa này nữa nha. Dĩa này dĩa sống. Rồi, đó. Chín rồi các bạn này. Ôi. Mình với bạn Diễm chỉ 4 con tôm tích và một nồi lẩu này nữa là đủ cho bữa tối này các bạn. Ăn nhiều nữa là mập đó các bạn ơi. Các bạn nhìn hấp dẫn chưa? Ôi. Ôi. Rất là thơm các bạn ơi. Đã chưa? Rất là nhiều thịt nha các bạn. Một nồi như này hai người ăn mà quá trời thịt này. Còn dĩa rau, dĩa bún nữa các bạn ơi. Bây giờ mình bỏ hết rau vào luôn đi em ơi. Không không, phải gấp ra. Gấp ra hả? Gấp bún, gấp thịt, xong mới bỏ rau vô. Ok. Anh đưa gì vậy? Anh đưa cái chén anh đây. Đây bạn Diễm sẽ lấy cho mình một chén nha các bạn. Nãy giờ thì mình ngồi ăn, các bạn thấy rồi. Cái view của mình nó ngay kế bên cái thủy cung này các bạn. Rất là đẹp luôn. Mình ăn, mình ngồi bọn nó bơi lội. Nhìn bọn nó bơi lội. Còn bên này là cái tôm tích mà nãy mình ăn đấy các bạn. Ăn ngay kế bên cái bể tôm tích luôn. Tôm tích là hàng mới về nhá các bạn. Nên là các bạn chưa thấy gắn giá trên đó. Mới về hôm nay luôn. Nên là mình quyết định mình qua mình quay để review các bạn về cái con tôm tích khủng. Bên cạnh đó là mình xơi thêm một nồi lẩu cá cha dầu khổng lồ. Phía bên tay phải này là cái bể nước nhá các bạn. À cái thác nước. Cái thác nước mà có hồ cá còi dưới á. Hôm nay hơi tiếc một xíu, lúc nãy bạn Diễm cho cá còi ăn á, thì cá còi lại gọi bóng, no bóng không lên. Gọi bóng mà bóng không lên các bạn. Bóng ăn no quá rồi. Ủa đây là cái chén của anh đúng không? Bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức cái chén lẩu với mình nha. Bạn Diễm bỏ rau nồi lẩu các bạn thì... Trong lúc đó mình thưởng thức cái chén lẩu này. Cực kỳ ngon các bạn ơi. Cái chén nước mắm mà các bạn này. Đó. Đầu tiên đó mình phải ngửi cái chén lẩu này các bạn. Mình phải ngửi. Nó thơm. Các bạn nhìn thấy cái nước béo béo này. Nó là cái dầu của cái con cá cha dầu này các bạn. Mình nghĩ là cái dầu của cá cha mà loại khủng này nó sẽ rất là tốt các bạn ơi. Con cá nó sống khoảng 5-70 năm rồi. Mời các bạn nha. Rất là dai và ngon các bạn. Mời các bạn nha. Ngon hả? Ừ.
cái phần da của con cá y như là da bò các bạn. Rồi mình làm miếng măng nha. Mời các bạn nha. Măng chua rất là đã các bạn. Ở đây có thấy có món hàu nướng phô mai ngon ha. Đúng rồi. Làm miếng cá các bạn này. Rồi mời các bạn nha. Ngon lắm. Làm miếng bún các bạn nha. Ngon quá. Nồi lẩu này đúng là xuất sắc. Quá ngon không ạ? Để mình lấy thêm cá. Mình lấy thêm cá nha các bạn. Cá rất là nhiều bên dưới này. Để các bạn ơi, 4 miếng luôn nha. Đó. Các bạn nhìn nồi lẩu xanh tươi ngon chưa? Nồi lẩu rất là hấp dẫn các bạn. Mời các bạn nha. Ngon quá mà. Hôm nay còn nhiều cá lắm bạn. Quá trời luôn. Măng chua nè. Mời các bạn nha. Đây. Cá tra dầu khổng lồ. Ngon quá bạn ạ. Thịt cá rất là thơm, béo. Lúc mà mình ăn vào các bạn, mấy cái gân mỡ ở trên miếng thịt này, cái mỡ nó chảy ra, nhưng mà lại không ngấy, nó thơm. Chấm miếng muối thường chanh thử nha bạn. Đây, mời các bạn nha. Lẩu cá tra dầu khổng lồ tuyệt vời. Một miếng nước nha các bạn. Bạn Diễm đang ngồi ăn bên kia mà không có ý kiến gì nữa mà, tại quá ngon á, tập trung vào ăn á. Ngon quá bạn ạ. Mình ăn miếng này nữa là mình kết thúc video đó mà. Nãy giờ mình cũng quay khá là dài rồi. Mời các bạn nha. Tuyệt vời. Đây. Mình kết thúc video để mình ăn tiếp các bạn. Nếu mà mình ăn cái này khoảng 20 phút nữa mới xong các bạn. Rồi, bạn Diễm đang ngồi đó. Hôm nay thì mình vừa mới cùng với các bạn thưởng thức xong cái món tôm tích khổng lồ ở Vựa Hải sản Thủy Cung 257 Trương Vĩnh Ký nha các bạn. Đây. Nếu mà các bạn thấy ngon, thấy thèm, thấy hay mà đang ở Sài Gòn nữa thì có thể ghé qua cái quán
Vựa Hải Sản 257 này để thưởng thức những món ngon độc và lạ ở đây nhé bạn. Giá cả này cực kỳ hợp lý luôn. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc video đây. Xin chào lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bạn Diễm chào mọi người đi.